bơm được chúng ta thường sử dụng ống hút mồi bằng mồm hoặc một loại bơm hút dầu nào đó. Việc này gây mất vệ sinh hay rất độc hại. HK Smart giới thiệu với các bạn một dụng cụ thiết bị tiện ích thông minh dễ mang theo và cất gọn dễ dàng. Giờ đây bạn không cần lo lắng khi phải đổ xăng từ can vào bình xăng ô tô hay hút xăng từ bình ra. Dụng cụ bơm hút xăng dầu chất lỏng bóp tay sẽ giúp bạn làm việc đó một cách dễ dàng, đơn giản. Ống hút thay nước bể hồ cá hút xăng rượu cầm tay tiện dụng giúp bạn hút các chất lỏng như nước bể cá, xăng, dầu vào bình một cách đơn giản. Với dụng cụ bơm hút xăng dầu chất lỏng bóp tay V2, bạn có thể mang theo xe và dễ dàng hút xăng từ bình xăng ra can hoặc từ xe này sang xe khác một cách an toàn và nhẹ nhàng. Sản phẩm được cấu tạo từ chất liệu cao su tổng hợp cao cấp chống ăn mòn nên có độ bền cao và có thể bơm hút được nhiều loại hóa chất, chất lỏng khác nhau. Với lưu lượng 10-15 lít mỗi phút, rất nhanh, phù hợp để sử dụng cho việc bơm chất lỏng tại các trang trại, cửa hàng hoặc gia đình với tần suất vừa phải cho bạn dùng để bơm, hút đủ các loại chất lỏng đa dạng như dầu hỏa, dầu nóng, dầu diesel, nước, rượu, dung môi làm sạch không ăn mòn và nhiều loại chất lỏng khác. Sản phẩm cũng rất thích hợp dùng trong các trường hợp như hút rượu từ can, bình xăng chai nhỏ, hút thay nước bể cá, hút xăng dầu từ bình xe ra chai, hút chất lỏng từ thùng, vì lớn hơn xăng vật dụng nhỏ hơn và nhiều mục đích khác. Ngoài ra chiếc bơm hút dầu nhỏ gọn này còn có thể sử dụng để loại bỏ nước bị tắc ở bồn rửa, vệ sinh máy móc, thuyền, bể bơi. Công cụ này thực sự hữu ích, hãy gọi cho chúng tôi để sở hữu ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.